Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã trở lại với channel của mình là Gat đây. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn, alo, hôm nay mình sẽ reaction một cái video Minecraft của các YouTuber nước ngoài nữa. Thì đây là YouTuber có tên là Pablo Gatet. Ok, không biết đọc sao mình đọc vậy. Thì như các bạn biết thì ngày hôm trước mình không có ra video, thì bởi vì là mình bận một số việc cái Tết ấy, nó kiểu nó nhiều việc quá, mình không có kịp thời gian mà để đăng video luôn ấy. Nên là nếu mà rảnh thì mình sẽ làm bù lại các bạn xem nha. Thì ok, thì đây là video có tên là những hình ảnh nghiền rũa trong Minecraft Edition. Ok, mình sẽ xem luôn. Nói chung là mấy cái hình ảnh này nó nói chung là nó kiểu bị nhìn hơi kỳ, nó không có kiểu cho trong Minecraft ấy ấy, nên là người ta gọi là những hình ảnh nghiền rũa. Ok, không phải dòng nữa, mình sẽ let's go luôn. Wow, mình khoái nhất cái nhạc này trong Minecraft nha. Tưng tưng tưng, phải không? Khi mà bắt đầu mình chơi Minecraft á, cái bản này nó gọi là gắn liền với mình rất là lâu rồi. Nói chung là cái bản này nghe rất là đi nghe lại rất là hay luôn ấy. Nên là khi mà mình chơi Minecraft sinh tồn ấy, nếu mà chơi ở ngoài nét hay gì á thì mình sẽ để nhạc để nhạc trong Minecraft mình chơi luôn, chứ mấy cái video Minecraft sinh tồn mình không cho mà quay cho các bạn xem á là mình không có thể nào mà để nhạc được. Tại vì để vô nhiều bạn bảo là nhạc dở quá anh ơi, nhạc Minecraft nghe buồn ngủ quá anh ơi, nên là mình thường cài mấy cái nhạc nghe sinh động một xíu cho cái video sinh tồn của mình. Út, nhìn kỹ lại mình mới thấy là cái cổng The End mà nó lại là cái cổng Nether chứ. Nó vừa The End mà nó vừa Nether. Hư cấu. À, cái này kiểu không phải nghiền rủa các bạn, đây là một cái mod. Cái này mình có thể cài. What? Các bạn biết không? Cái cổng The End mà kiểu mấy cái block cổng á, nó lại nằm ở chính giữa cái phần đi vô cái cổng. Cái gì mà nghe ghê vậy? Vãi cái nhạc. Ui, nhỏ 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 là nhỏ lại, nghe nhạc kinh vãi. Nó kiểu bị gì, bị hư, bị lỗi gì ấy, nghe ghê. Cái dương kìa, hai mặt. Wow, đây là nghề vụ đúng rồi, bốn ông nhan làng đúng không, thành một cái đầu luôn. Wow, mình không biết cái này ghép hay không, cái này ghép hay là cái gì mà sao cái nhạc nó ghê vậy. Nhỏ nhỏ lại, cái này mình có thể cải test bắt lại nên là không sao. Ok, cái này mày mày gọi là mày ráp nó hết thành khối vuông ấy, nó bị nghi vụ hay sao ấy. Cái này mình trường hợp này mình cũng gặp nhiều rồi, hai cái dương nó không xét. Cái gì vậy, làm gì có vụ lóc cầu thật. Ui, chưa kịp nói nó chuyển qua nhanh quá. Cái dương, ôi vãi thật. Cây kiếm số 2, làm gì có cây kiếm có bậc ô chứ là số 2. Đây là cái khối đầu các bạn chứ không phải là dương đâu, khối đầu á. Còn này là mình có thể mod cái khối nhỏ lại thì không sao. Ôi vãi thật, vãi thật. Cây dương không, mình chắc là người ta cài lại cái sư bát thôi, chứ thật ra đó là cái dương bình thường, chứ dương đợi em chúng ta không thể nào kết hợp được. À, dương Ender chứ mình nhầm, dương Ender mình đọc là dương The End, xin lỗi các bạn. Ui vãi thật, cài luôn cái Tesseract, ông Steve vô con Ender luôn chứ. Nhìn ghê vãi các bạn à. Ôi trời ơi, cái dương này đựng đồ, đựng kim cương, đựng các kiểu. Tuyệt vời luôn, đựng không bao giờ gọi là đầy dương. Có ai nghe cái nhạc kinh không? Mình thấy là cái nhạc này kinh lắm rồi đấy. Kiểu nghe, nghe ghê tai sao ấy. Nhưng mình phải để thôi, tại vì cái video này nó nhạc nó vậy rồi. Ui vãi thật, cái dương nó mọc chân nó chạy kìa. Cái này là nghiền rủa đúng rồi. Cầu thang leo thì sẽ bị biến thành đường ray, và đường ray biến thành thang leo. Ui vãi thật, ui vãi thật. Cái dương nhìn kia cứ kinh kinh sao ấy, nó kiểu không đóng ma giáp nữa luôn ấy, ma giáp nha. Mấy không, mình không biết mấy cái block nước là mình có thể đặt được. Ui vãi ạ, hình tròn cơ. Ui, cái nhạc nghe nhức đầu quá luôn, nhưng mà các bạn phải lắng nghe, tại vì cái hình ảnh nó nghiền rủa, nhạc nó phải nghiền rủa theo, các bạn hiểu không? Hình tròn, hư cấu nha, cửa có thể đặt đuốc, à đuốc có thể đặt vào cửa được rồi. Ôi vãi thật sự, ôi vãi thật sự, cái cổng kìa nhìn kinh vãi. Rồi mình vô cái ngõ nào ta? Ui, áo diệu thật, các bạn nhìn đúng áo diệu đúng không? Ôi vãi thật, hay vậy.
sao vậy? Ôi, con bò Steve. Ôi trời, con mèo mập. Ui, con mèo ú kia. Cái giường hơi bị dài nha. Hình như là hôm nào đó mình cho các bạn xem cái video mà anh đó gọi là buôn kim cương mà lên được trăm mấy luôn. Cái này 65 thì bình thường. Có thể là người ta Photoshop, người ta ghép thêm số 5 vô cũng đúng đó, đúng không các bạn? Cái này nãy thấy rồi mà nó hơi bị nghiêng đủ rồi, đúng rồi, tại vì bốn cái cục kia làm sao được. Ôi vãi thật, được luôn à. Cái này có mod nhưng mà kiểu các bạn thấy không, lava lava thì là lava phiên bản rất là cũ rồi, mà ngày xưa mình không biết là có cái mod mà bơi thuyền trên lava hay không, nhưng mà bây giờ thì có mod bơi thuyền trên lava ấy các bạn. Không biết là này ngủ xong vậy có bị sao hay không, mà mình thấy ngủ rất là êm trong nether. Mình có thể ngủ trong nether mà, các bạn nhớ cái video chắc không có đâu, mình nhớ lộn. Cái này em thấy nhiều rồi. Ôi trời ơi, Gipper kìa. Cài test số bách nhìn ghê ghê thôi. Lỗi này mình cũng cho các bạn xem rồi. Cái lỗi này có đúng không các bạn? Đấy, Ender đi dưới nước. Của mình là nó còn cút xuống nước ở sâu nữa kìa. Quá là nghiền rủa rồi. Ôi trời ơi, hết hồn. Cày lắm ấy, tự nhiên mình mở cái rương ra, tự nhiên ở bên trong nó lại có một cái rương. Ok, hết rồi bạn. Đừng có hù tôi nha. Ủa, cứ tưởng nó hù như một phát. Thì ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video Minecraft hình những hình ảnh nghiền rủa này. Nếu các bạn muốn tham khảo channel của người này thì mình sẽ để link ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì bye bye người, mình sẽ cố gắng ra video nhiều vào dịp Tết này. Tại vì các bạn biết mà, Tết thì ai nấy đều cũng bận đi chơi rồi lo sắm sửa cái kiểu, còn mình thì vẫn bận, nhưng mà mình vẫn cố làm video các bạn xem, tại vì đó là đam mê của mình mà. Ok, bye bye mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành. Yeah.